Xin chào tất cả các bạn. Thì cũng đã lâu lắm rồi mình không làm về những cái theme, chủ đề trên những dòng thiết bị Xiaomi nói chung. Thì hôm nay vô tình mình thấy một cái chủ đề trên cái dòng thiết bị Xiaomi chạy gom nội địa của mình. Và cái theme này là theme của nội địa Trung Quốc. Mình thấy nó khá là đẹp mắt và nó mang hơi hướng của iPhone. Cái theme này nó sẽ mang cho chúng ta cái thanh control center khá là giống với những dòng thiết bị iOS, kể cả là cột sóng nè, pin và cái biểu tượng của cái Wi-Fi. Ngoài ra thì những cái icon mình thấy nó cũng mang hơi hướng của iOS khá là nhiều. Cái theme này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái bộ icon động. Khi mà các bạn thoát cái ứng dụng ra thì icon nó sẽ có một cái hiệu ứng chuyển tiếp như thế này. Tùy theo cái biểu tượng mà nó sẽ có cái hiệu ứng khác nhau. Đây, cái biểu tượng đồng hồ khi chúng ta thoát ra nó sẽ có một cái hiệu ứng như thế này. Và cái đồng hồ này là đồng hồ động luôn nha. Nó sẽ thể hiện thực tế cái thời gian chính xác của các bạn luôn đó, chứ không phải là một cái biểu tượng tỉnh. Trên cái màn hình khóa khi mà các bạn nghe nhạc thì chúng ta sẽ có cái Dynamic Island ở trên như thế này. Bên dưới chúng ta có thể là tùy chỉnh nó lớn lên, chúng ta có thể xem được cái album của cái bài hát. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái tùy chỉnh ở trên màn hình khóa, như là chúng ta có cái chế độ tập trung nè, hay là chúng ta có chế độ Unwind on Display. Chúng ta đổi được hai cái phím ở ngoài này, chúng ta đổi thành cái đèn LED nè. Thì cái theme này nó còn rất là nhiều những cái chức năng mà mình sẽ nói sau. Cái theme này nó chỉ hỗ trợ cho cái gom Trung Quốc, nhưng mà mình có thể chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể mang cái theme này lên mọi thiết bị Xiaomi của các bạn, kể cả là gom quốc tế, không cần phải rút máy. Và chúng ta có thể tùy chỉnh được cái theme theo cái ý muốn của chúng ta mà không cần phải biết tiếng Trung. Mời các bạn cùng thực hiện với mình. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời mình để cái thiết bị này qua một bên, và mình sẽ sử dụng cái thiết bị này để mình có thể là mang cái theme bên cái chủ đề Trung Quốc qua cái phiên bản bên đây. Thì bên đây mình sử dụng cái chủ đề của cái Global nha các bạn, phiên bản chủ đề quốc tế, và chúng ta sẽ không thể nào tìm được những cái theme tiếng Trung bên trong cái chủ đề này. Thì bây giờ để mà có thể mang được cái theme Trung Quốc vừa gọi lên trên cái thiết bị này, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn vào cài đặt, chúng ta sẽ vào thiết bị của tôi, các bạn vào sau lưu và khôi phục. Ở đây các bạn sẽ tắt hết những cái tùy chọn này, và các bạn bấm vào dữ liệu của những ứng dụng khác, các bạn vuốt xuống, các bạn chọn vào cái ứng dụng chủ đề, và các bạn sẽ sao lưu cái ứng dụng chủ đề này giúp mình nha. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái ứng dụng chủ đề của các bạn vào cái mục mà những cái theme đó các bạn kiểm tra lại nha. Thì cái cách này thì nó hoàn toàn nó giữ lại những cái theme mặc định của các bạn thôi, nó sẽ không mất đi kể cả những cái theme các bạn đã từng tải rồi, nên các bạn có thể yên tâm. Sau đó thì mình sẽ trở ra. Tiếp theo thì các bạn sẽ truy cập vào cái liên kết mình để bên trong cái phần mô tả video. Các bạn sẽ tải về giúp mình một trong hai file này nha. Đây là những cái file backup của mình tạo ra, thì các bạn có thể là tải theo cái tên của nó, ví dụ như máy của các bạn là tiếng Việt, các bạn tải cho mình cái file chủ đề, còn máy của các bạn là tiếng Anh thì các bạn tải cho mình file theme nha. Trên thiết bị này của mình là mình sử dụng cái tiếng Anh nên mình sẽ tải cái file theme về, và sau khi chúng ta tải về rồi các bạn có thể nhấn giữ vào file này, các bạn có thể tiến hành là copy và dẫn nó tới cái đường dẫn chúng ta đã tạo file sao lưu lúc đầu nha. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái file gốc mặc định của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ dán đè cái file các bạn tải về vào. Cái file dán đè phải trùng tên với cái file của các bạn nó mới dán đè được nha. Thì sau khi chúng ta dán đè rồi nó chỉ có một file BK như thế này. Tiếp theo chúng ta trở lại cái giao diện là sao lưu và khôi phục nha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm qua cái tab khôi phục và chúng ta sẽ tiến hành khôi phục cái dữ liệu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở lại cái ứng dụng chủ đề nha. Các bạn chú ý tắt những cái quảng cáo nếu có nha. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái theme nó đã xuất hiện ở bên trong cái ứng dụng chủ đề của các bạn nè. Hai cái theme ban đầu của chúng ta nó vẫn giữ nguyên, hai theme mặc định và hai theme đã tải về trước. Và chủ đề của chúng ta vẫn là ở cái phiên bản Global nhé. Bây giờ thì các bạn có thể chọn vào cái theme này và các bạn có thể áp dụng. Nếu mà sau khi các bạn áp dụng cái chủ đề á, các bạn thấy ở bên trên cái thanh control center này nó không thay đổi nè, thì các bạn sẽ vào lại cái chủ đề nha. Các bạn sẽ vào cái chỗ tùy chỉnh chủ đề, chọn qua cái thanh trạng thái nè, và các bạn sẽ chọn vào cái theme mà chúng ta vừa tải về để các bạn áp dụng thủ công theo cách này nha. Còn nếu mà cái icon pin của chúng ta nó nằm ở ngoài á, thì các bạn có thể chỉnh nó bên trong cái phần này. Cái phần mà thanh trạng thái đó, các bạn vào thanh trạng thái các bạn chỉnh cho pin nó nằm bên trong, thì nó sẽ có cái giao diện giống như là những dòng thiết bị iPhone, thì tùy theo các bạn thôi nha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng tùy chỉnh cái chủ đề này nha. Thì nếu mà các bạn lần đầu các bạn áp dụng á, nó chưa có cái Dynamic Island, thì các bạn có thể là tắt cái màn hình đi, các bạn mở lại nha. Và chút xíu nó sẽ có cái Dynamic Island cũng như là những cái biểu tượng của cái tiện ích ở trên cái màn hình khóa của các bạn như thế này.
Và bên dưới này nó sẽ có những cái biểu tượng tiếng Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đổi nó thành cái tiếng Anh hoặc là tiếng Việt thì tùy các bạn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề nè. Các bạn vào phần tùy chỉnh chủ đề, chúng ta chọn cái màn hình khóa và chúng ta sẽ tiến hành là tùy chỉnh nó. Bây giờ các bạn sẽ vuốt xuống. Cái dòng thứ ba này các bạn có thể nhập vào đây cái tên của thiết bị các bạn đang sử dụng nha. Ví dụ như máy mình thì mình sẽ nhập là K40 Gaming như thế này. Thì cái này nè, nó sẽ hiển thị ở bên trong cái tiện ích pin đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đặt cái tiện ích pin nè. Chúng ta bấm vào đây. Các bạn bấm vào cái nút đỏ này thì tự động nó sẽ xóa những tiện ích khác nha, cho chúng ta đặt lại từ đầu. Và bây giờ các bạn sẽ chọn cái tiện ích pin trong này thì nó sẽ hiển thị cái tên thiết bị các bạn đặt ra. Rồi chúng ta có thể lướt lên và chúng ta lựa chọn những cái tiện ích khác chúng ta đặt vào đây. Tiếp theo là ở dòng số 4 thì chúng ta sẽ tùy chỉnh cái màu sắc của cái album khi mà các bạn nghe nhạc đó. Ở trên màn hình khóa thì mình thường sử dụng cái Zing MP3. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc và trên màn hình khóa của chúng ta nó sẽ có cái Dynamic Island. Và cái tiện ích ở bên dưới này thì chúng ta có thể là xem full cái màn hình của cái bài hát như thế này. Thì cái dòng số 4 chúng ta sẽ chỉnh được cái màu của cái tiện ích này. Ở trên này thì nó là màu sáng, còn các bạn chỉnh xuống ở dưới thì nó sẽ thành màu tối nha. Màu tối nó sẽ trông như thế này. Tiếp theo ở cái dòng số 5 các bạn sẽ bật công tắc này lên. Và các bạn chú ý những cái số 1, 2, 3, 4 ở đây là chúng ta sẽ tạo cái tên của những cái chế độ tập trung. Ở đây thì tiếng Trung Quốc các bạn có thể là sửa nó thành tiếng Anh hay tiếng Việt thì tùy các bạn nha. Ví dụ mình sẽ đặt số 1, số 2, số 3, số 4 là Gaming Mode, không làm phiền, riêng tư và chế độ ngủ. Thì bây giờ khi mà chúng ta kích hoạt cái chỗ này nè, các bạn bấm 2 lần vào cái chỗ này thì các bạn sẽ xuất hiện những cái chế độ mà các bạn vừa đổi tên nó. Không làm phiền nè, riêng tư nè, chế độ ngủ. Muốn đặt chữ gì thì tùy các bạn nha. Cái dòng số 7 thì chúng ta sẽ kích hoạt Dynamic Island. Thì nếu mà các bạn không thích sử dụng Dynamic Island thì tắt cái này đi. Còn nếu mà sử dụng thì bật lên. Và bên dưới chúng ta có hai cái phong cách. Một là viên thuốc của iPhone 15. Và ở dưới là chúng ta sẽ có tai thỏ của những dòng iPhone cũ hơn. Như thế này. Chọn lên trên thì chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng viên thuốc nha. Dòng thứ 9 thì chúng ta sẽ bật cái chế độ là màn hình luôn bật Always On Display. Khi mà chúng ta kích hoạt 2 lần vào cái màn hình khóa thì chúng ta sẽ truy cập vào chế độ Always On Display như thế này. Dòng số 10 thì các bạn sẽ ẩn những cái biểu tượng vân tay trên màn hình đối với những dòng thiết bị mà nó có vân tay trong màn hình đó. Còn những dòng thiết bị nào không có thì các bạn không cần bật cũng được. Số 11 chúng ta sẽ tùy chỉnh cái hiệu ứng sạc nha. Thì các bạn có thể để mặc định cũng vẫn được. Số 12 thì chúng ta sẽ bật những cái công tắc ở trên cái màn hình khóa. Nếu mà các bạn tắt á thì cái công tắc ở trên và cái thanh trắng ở dưới này nó sẽ không còn. Còn nếu mà bật lên thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng này và biểu tượng của cái thanh trắng ngoài màn hình khóa. Cái dòng dưới cùng các bạn bật lên để nó có một cái chức năng đo FPS. Đây. Còn không bật thì chúng ta tắt đi nha. Bây giờ thì chúng ta tùy chỉnh trên màn hình khóa nè. Bấm 2 lần vào thanh này. Thì ở cái dòng ở trên chúng ta sẽ đổi cái tiện ích ngày tháng ở trên nè. Chúng ta đổi qua cái nào cho nó dễ nhìn nhất. Ở dưới chúng ta chọn kiểu đồng hồ. Tiếp theo thì ở đây chúng ta chọn màu của cái đồng hồ nè. Chúng ta bấm qua thì các bạn lựa chọn những cái tiện ích. Thì cái này chúng ta nói rồi. Qua một lần nữa thì chúng ta sẽ chọn những cái hình nền. Hoặc là chúng ta chọn những cái hiệu ứng mà phóng to thu nhỏ của cái hình nền nè. Chủ đề này khi các bạn sử dụng chế độ sáng á, thì cái folder, cái thư mục của nó cũng là chế độ sáng. Còn nếu mà các bạn bật chế độ tối thì cái thư mục cũng sẽ chuyển thành màu tối như thế này nha. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn một cái thêm của những cái máy gom Trung Quốc. Chúng ta có thể mang lên những cái máy gom quốc tế như thế này. Thì có lẽ là trong tương lai sẽ có một vài bạn Việt hóa những cái thêm này và có thể là đưa lên cái kho thêm để chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt một cách dễ dàng nha. Còn hiện tại thì cái thêm này mình thấy nó cũng chỉ vừa xuất hiện thôi, nên là chúng ta chịu khó sử dụng cái phiên bản của tiếng Trung như thế này nha. Nhưng mà khi mà chúng ta tùy chỉnh thì cũng vẫn có thể sử dụng được những cái chức năng của nó bình thường thôi, cũng không có gì đó là khó khăn lắm. Rồi thì video này của mình đến đây xin tạm dừng nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.